này còn đó nằm ở khu gần núi lửa ở bên Chile, quả này thì nó có hơn 100 năm rồi, đấy, từ xa xưa giờ khác nó gọi là ở đây được vinh danh là cái quả mà mẹ mình ban tặng. Đấy, quả này nó chữa được rất là nhiều bệnh, đặc biệt nó có cái hàm lượng oxy hóa rất là cao, nên khi mình sử dụng quả này thì mình sẽ chữa là nó sẽ